Hello, hello bạn, mình là Phú Cơm Blue Energy ha. Như chương trình hàng tuần thì mình sẽ có chương trình review xe khi mà mình Blue Energy làm xong một con xe ha. Thì con xe này là một con xe khá là đặc biệt, nó là một cái form nửa nạc nửa mở ha. Con này nếu mà bạn mua và trưng bày hoặc là bạn chơi vào cuối tuần thì ok. Con này đi hàng ngày thì không ok lắm. Thì không ok như nào, được mắc của con xe này như nào, cùng coi cùng. Cái đoạn intro sao bạn? Đoạn intro nó quá là chất lượng. Và cặp mông của con xe này nó cực kỳ ấn tượng luôn bạn ha. Thì chính với cặp mông này nó sẽ là vừa ưu và vừa nhược của con xe này. Mình sẽ phân tích cho bạn coi ha. Thì đầu tiên cái form xe này nhìn cơ bản thì rất là bình thường đúng không? Nhưng bạn thấy cái càng phía sau nó rất là to. Thì buộc chắc chắn là bạn sẽ phải chơi những cái bánh siêu to siêu khổng lồ với con xe này. Ở đây trên con xe này đang sử dụng cặp bánh 26 in 4.0. Và với cặp bánh 26 in 4.0, đập vào mắt chúng ta đó là cái độ ngầu của xe, nhưng mà mang lại chúng ta một cái điều đó là sẽ rất là nặng. Tiết diện của bánh đối với mặt đường sẽ rất là lớn. Nên nếu mà con này bạn không lên trợ lực á, thì đạp nó rất là đuối, nó sớm mất sức ha. Thì đối với anh em nào mà dạng hạt co đã chơi bánh nhỏ quen rồi, đã thấy bánh nhỏ nó quá nhẹ nhàng so với cái cơ đùi của mình rồi á, thì sẽ nâng upset lên thành những cái bánh kiểu này để mình tập luyện cho hạt co ha. Nhưng đối với những anh em bình thường tự trong văn phòng chui ra ngoài để tập, lên những con xe này cực kỳ mau chán. Buộc là những con xe này phải làm gì nè? Lên trợ lực. Thì đối với một số anh em sẽ lựa chọn phương án nào lên động cơ bánh trước hoặc động cơ bánh sau cho dòng bánh béo này. Nhưng mà nói thật, lên bánh béo mà lên động cơ bánh nữa mất chất. Đây con này sẽ lên động cơ mid cho bạn ha. Và con mid này sẽ mang lại những cảm giác của cái đạp thùng trên một con bánh béo. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn vun vút, đạp ngang với tốc độ những con mà đạp cơ ha. Cùng coi chi tiết con này từ trên xuống dưới có cái gì đặc biệt và hay, giá thành như thế nào nha. Thì con xe này nó sẽ giống như con xe cách đây mình lên clip khoảng một tuần đến một tuần rưỡi ha. Thì form xe này vẫn là khung của hãng Ba Phan. Tất cả những con xe nào sử dụng một cái động cơ âm khung á thì chắc chắn là từ hãng mà ra hết, không có bên vị thứ ba nào có đủ khả năng có những cái thông số của cái động cơ để mà làm khung hết. Và giá con này khá là mềm á, mình mua ở dạng phôi chưa sơn chi hết nên giá tiếp cận cho khách hàng khá là ok. Thì con này sử dụng một cái cục pin cũng tiết kiệm đó. Nó sử dụng cục pin là 48V nhưng mà là size nhỏ, size 56C ha. Đây. Kết hợp với một cái động cơ của hãng BYD. Đây. Thì đối với cái động cơ này, do cái con bánh này nó khá là lớn, trọng lượng xe nó khá là nặng, nên thay vì mình sử dụng con động cơ 36V như cái con xe trước thì không. Riêng con này mình sử dụng cái động cơ là 48V để cho cái lực kéo tốt hơn ha. Và cái công suất con này cũng vậy, thay vì là 350W thì mình cho nó ưu ái hơn tí là 48V 500W. Và với cái động cơ này, với cục pin này, bạn có thể dễ dàng lên được cái ngưỡng vận tốc là 30, 40 hoặc là 45 km/h. Lên vận tốc là 50 thì nó khó ha, con xe này lên 50 chua lắm. Rồi, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần phía trước con xe này ha. Để sử dụng cho một con xe mà bánh béo thì còn một cái húp bánh béo à. Đây, húp bánh béo. Húp này là húp no name, nó không có tên, không có tuổi. Nó là một cái đơn vị chuyên gia công cho những con mà bánh béo, bánh khổng lồ, bánh 2 chấm, lộn, bánh 4 chấm ha. Cái độ chớn của nó khá là ổn, nhưng mà nếu mà so với những cái đồ xịn như là Fast S thì nó sẽ không bằng ha. Nhưng mà nói chung dùng con này là quá ổn rồi. Ra ngoài tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ thắng của Xpec, rồi một cái đĩa của Shimano. Thì đối với mình thích sử dụng đĩa của Shimano, đĩa của SRAM hơn là đĩa của Đài Loan. Đĩa Đài Loan thì mòn nó khá là nhanh và nó khá là nhai bố. Thay vì sử dụng những con đĩa này thì cái bố mình sẽ thay khoảng 1 năm một lần. Sử dụng đĩa của Đài Loan thì chừng vài 3 tháng là mình sẽ phải thay rồi, nó khá là hao. Rồi ra ngoài tới nữa chúng ta sẽ có một bộ vành của 26 in 4.0. Vành này thì mình sử dụng màu trắng ha. Thì đối với cái vành này thì bạn có thể thử thoải mái sử dụng bánh 26 in 3 chấm hoặc là 4 chấm đều được. Nó đều chung một cái vành này ha, khá là ổn. Rồi vỏ ngoài thì mình sử dụng cái vỏ của hãng đây Marquis. Thì cái vỏ này là vỏ 26 in 4.0 và nó là vỏ mà ga lồi. Đối với con này thì bạn sẽ đi khá là phù hợp cho địa hình mà đồi cát nè, đường tuyết nè, hay là bãi biển. Nhưng mà nếu mà đi trong thành phố thì bạn sẽ nghe một cái âm thanh rất là khó chịu.
Đối với một số người thì đó là khó chịu, đối với một số người thì đó là cái sở thích, sở thú, thú âm thanh ha. Thì con này mình đi trong đô thị mình sẽ nghe tiếng ồ thì nó khá là nổi bật thái quá đó. Bạn nào mà quan tâm đến cái chuyện mà êm ái hơn á thì bạn có thể lựa chọn cái vỏ cũng lớn như thế này, 26 inch 4.0, nhưng mà không gai ha, bên mình có. Rồi lên một tí nữa thì mình sẽ có một cái phục, này là phục E ha, nó không phải là phục bình thường. Đối với những cái con bánh béo này nó đã khá là êm rồi, mình lên một cái phục E nên là bao êm luôn. Lên con xe này giống như cửa phi thuyền mà, lên nó vượt qua mọi địa hình mà không có lên xuống xuống vậy, về lắm. Rồi mình sẽ giới thiệu cho bạn về phần lái của xe này ha. Thì do con xe này mục đích chính của mình làm đã bán sử dụng cho mục đích đô thị là chính. Con này chắc là hiếm ai ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang con xe này ra đến miền Trung mà đi đồi cát lắm. Chắc đi thành phố là chính khuê xe ha. Thì con này đang có một cái tay vừa phải, nó tay của nó là 660mm, nó cho một lực vuông nó cũng ổn và dáng người sẽ ngồi khá là thẳng ha. Và tất nhiên cái dáng ngồi thẳng thì nó sẽ ít thể thao hơn dáng ngồi dài. Rồi, để điều khiển được những con xe mà bánh lớn như thế này sẽ cần cái cảm giác cầm nắm nó tốt hơn. Vì vậy mình sẽ không có lựa chọn những cái tay mà giọt nước ha. Tay giọt nước sẽ cho một cầm nắm nó thoải mái chứ không có chắc. Thì đây, tay tròn sẽ cho một lực nắm cực kỳ tốt và khi mình bẻ cua, bởi vì xe nó rất là lớn, bánh nó rất là nặng ha. Lên tay này bẻ một phát mới được. Rồi và một tí nữa mình sẽ có một bộ thắng của Aspect ha. Thắng Aspect thì thua Shimano một tí nhưng mà cảm giác rất là ok, 875.000 như đây là chân ái. Rồi vào ở giữa mình sẽ có một cái màn hình của BRT. Thì cái màn hình này sẽ cho những thông số cơ bản như là mức trợ lực đang ở đâu. Thì trong này nó sẽ chia thành Eco, rồi Normal, rồi City, rồi Sport ha. Và mỗi cái mức trợ lực càng cao thì khả năng ái điện càng lớn. Dưới nó thì sẽ có cái mức chip. Bên này là thời gian hoạt động của động cơ này trong bao lâu rồi ha. Bên này thì cái thanh cường độ lực nữa. Nói chung là đầy đủ những thông số cơ bản để bạn quan sát xem thử mình đang sử dụng cái xe như thế nào. Rồi qua bên này một tí nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ tay. Tay này là tay của DRM 4100. Thì đối với tay DRM 4100 này thì bạn sẽ có 10 số để sử dụng. Tùy theo cái mục đích sử dụng hàng ngày mà bạn có tăng chỉnh lên cầu xuống cầu, bứt tốc hay đua bám ô tô đều được hết ha. Rồi tất nhiên M4100 thì phù hợp cho nhu cầu bình thường thôi. Bạn muốn hiệu năng cao, bạn muốn leo dốc 45 độ trở lên, phải lên những công cao hơn á, DRM 5000, M6000. Rồi đây là hệ thống điều khiển của cái màn hình. Có nút M, có nút Power, có nút tăng giảm trợ lực ha. Những cái thông số cơ bản. Rồi bây giờ mình ra phần sau con xe này ha. Con xe này sử dụng một cái bộ số của DRM 4100 10 speed ha. Đây cái cùi nó. Thì đối với bạn nào mà đã chơi xe quen rồi á thì đây là một cái bộ gấp tối thiểu phải lên. Còn nếu bạn đang sử dụng trên xe bạn là một bộ Actis hay một bộ Tacni hay là bộ Acera thì những bộ đó nó khá là thấp. Thì nó dùng cũng được ha, nhưng mà theo thời gian rồi nó cái độ đàn hồi của lò xo nó không được ổn nữa. Thì quá trình lên số thì ok, nhưng mà xuống số nó không muốn xuống. Hoặc là đến khi xuống nó xuống 2-3 số ha. Thì tốt nhất bạn nên lên chơi những con này. Con này sẽ cho cái cảm giác về số rất là ổn và xài bền theo thời gian luôn. Và bên trong tí nữa mình sẽ có một bộ dàn húp giống như bánh trước ha. Đều là húp cho bánh béo lớn, loại mà bánh 26 inch 4.0 ha. Vỏ cũng y chang phía trước ha. Sau khi mà review phần khung xe xong, review phần húp sâu xong, review phần phía trước xong thì đến phần báo giá của con xe này ha. Thì con xe này sẽ cao hơn con xe cách đây mình review khoảng 1 tuần. Thì giá chênh lệch đây là khoảng 3 triệu ha. Đối với con kia là 26 triệu thì con này là 29 triệu. Thì mắc ở đâu? Thứ nhất là mắc ở cái bộ bánh lớn nè. Bánh lớn này sẽ mua được một bộ này á, nó sẽ cao tiền hơn so với cùng một xe bánh mà nhỏ kích thước ha. Cái mắc tiền thứ hai đến từ bộ đốp xếp. Con kia là L2A7 thì con này là DRM 4100 10 speed. Ngoài ra nữa là nó thay khác nhau ở cái phục đó. Phục con này là phục càng lớn, cũng là phục E đó. Phục càng lớn này sẽ mắc hơn so với mấy phục càng nhỏ, đâu đó khoảng là 30-40%. Tổng giá trị lệch đâu khoảng là 3-4 triệu bạc ha. Bạn nào thấy con xe này phù hợp với cái phong cách của bạn, bạn muốn con xe này là độc nhất vô nhị và bạn cảm giác muốn con xe ra ai cũng phải nhìn, lựa chọn con xe này ha. Rồi tư vấn lên cấu hình hay xuống cấu hình cứ gọi số hotline. Cảm ơn bạn đã coi clip, nhớ like, subscribe mình.